sáng nay ngày thứ ba đội Phiên Hải đã tiếp nhận hàng trăm người, lấy nhiêu nói chung là hôm nay dịch bệnh là cho dồn sao hết, là trước ít người thôi. Bà con với đội chia sẻ được đây thì Phiên Hải là làm miễn phí, không có nhận tiền ở đây, tự đủ ăn tự đi tìm người tự giúp. Đây có 300 sĩ chứ không phải là hai, chứ không phải ba người nha, 300 sĩ. Rồi bà nói bà con với đội chia sẻ đội Phiên Hải là làm việc nhân dân, người Việt Nam mà rất yêu lẫn nhau, chứ ai đến đó em là ai đến đó em là anh em nhận hết. Từ nơi xa như Kiên Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nói chung là các tỉnh cả nước Việt Nam mình đến đây là nhờ Phiên Hải là sẵn sàng giúp đỡ. Ai cũng biết hết, người này dân là bố ấy giúp hết chứ không có bỏ được ai hết. Người dân không biết thì mình chỉ cho người dân đến nơi nào để báo cáo, bắt xe bắt trộm là đến nơi nào báo cáo. Còn báo cáo nơi đó, cho nên mọi người là vâng chia sẻ giùm. Ở đây là hiện nay bệnh là đội Phiên Hải sẵn sàng giúp mọi người mỗi lúc mọi nơi. Đó, bây giờ cho hóa đang là chỉ đến đây giờ Phiên Hải là chỉ gì? Chỉ gì? Mắc xe. Mắc xe hả? Mắc xe gì? Mắc xe là xe đẩy rồi mắc. Cho bạn mượn hả? Bây giờ hình bạn hay không? Bây giờ rửa nãy rửa chưa? Chưa hả? Mắc xe, mắc xe ở đâu? Phú Hòa làm có hình xe hiệu gì màu hiệu số mấy nói đi. Rồi công an nhận đơn chưa? Sao kiếm được đó phải mình phải nhận, công an phải nhận đơn lấy lời khai để chi để cho có bằng chứng thì chỉ Nguyễn Hải mới là phải giúp được, mới tìm được, thấy không? Không phải mình phải đặt cái đơn, là cái đơn để gửi công an đó, đồng chí nào nhận đơn, đồng chí nào nhận đơn tên gì để chi để biết, thì vô đó thì Nguyễn Hải bắt được phải điện cho đồng chí đó, thấy không? Chứ bây giờ không có đơn cần làm giám đàn, phải bằng chứng làm gì không chứng theo phường nào đó là bắt xe phường nào, phường Phú Hòa không đó. Bây giờ thì về mình làm cái đơn ha, rồi hình ở đâu về làm cái đơn, rồi về hình bạn của hình sao để làm chung hả? Làm chung ở đâu? Là làm hàng này nó mới gái không vậy? Hàng này mới gái mới trai nó hiện đi. Bà có bắt đầu chia sẻ giùm mọi người thấy đối tượng đầu điện thoại trợ hình chính Nguyễn Hải qua số đội 0913785858. Đối tượng mượn xe là đi luôn phải không? Mượn được mấy ngày rồi? Từ thứ sáu tới giờ không? Vậy là tối sáu hả? Đó, bà có bắt đầu chia sẻ giùm mọi người thấy cái đầu này thương quá. Này có chơi đá không? Dạ con. Con có chơi đá chung không? Hay là con bỏ bớt rồi đó, con chơi 10 người, con chơi 9 người, còn mình con phải không? Không biết chơi sao đi chơi đó, cái đá chơi đá chi phong là chung phong tập trung mà thấy những người chơi đá thì bọn mình còn tiện cho mượn xe là mắc xe rồi mắc bạn luôn, thấy chưa? Đó nên mọi người là bên chia sẻ cho mọi người đó, không có cho bạn bè mượn xe ha, không cho ai mượn xe, bạn bè nó mượn xe thôi để cho bạn đi đâu, tôi chở bạn đi rồi tôi đưa bạn đó lại đó tôi về, chứ không cho mượn xe ha, không cho nó chạy vào làm rớt dép, cái nó xuống lật dép thì nó lấy xe chạy luôn, thấy không? Đó nên bạn bè là không cho mượn xe mượn tiền, bạn cho bạn bè mượn xe mượn tiền nó mắc bạn luôn, thì nói cho bà con biết, bà con hiểu nghe. Rồi con em này hỏi chủ gì, em đến đây báo là chủ gì, nó sẽ đỏ lớn lên nha, nó lớn lên mình anh đi phải nói lớn lên, anh 40 tuổi còn nói lớn thêm. Mượn xe xong rồi nó lấy gì? Vâng, mượn xe lấy luôn vâng. Rồi là lý do sao mà em bạn bè của em xong cho mượn xe? Đó, cũng ngoài em của con nhỏ đó, karaoke bên khu 2. Gặp được mấy lần quen nó cũng hay mượn tiền. Mượn tiền cho mượn mấy lần. Biết nhà cửa không cho mượn tiền, biết nhà cửa không? Biết thằng đó là ở tù mới ra. Anh mới bắt đó là bắt nó đây được 3 tháng rồi. Nó gì? Nó còn nhỏ. Rồi em cho nó mượn xe hiệu gì? Vario 150. Biển số 8 rồi em báo công an chưa? Dạ. Tôi không nói cho rõ, từ việc sau báo lên phường Thế Hòa mà người ta kêu là không có tiếp nhận. Công đồng chí là nó tiếp nhận. Nhận cho nhiều bên tên gì em không nhớ mà tên tổ. Không chắc có phải không? Rồi sao? Xong rồi em mới đi lên cái công an Bến Cát. Ủa mà ai kêu lên công an Bến Cát? Ai kêu? Tự lên. Rồi ở đây người ta không cho biết, tự lên đó. Rồi sao nữa? Xong rồi nói cái chú làm gì cho nó chú được mới để
bên địa quen đúng không? Nói sao nhận đơn của người bị bắt thì không? Rồi giờ công phường nhận đơn chưa? Nhận đơn là tôi muốn dám làm không? Bây giờ đọc suy xem là hiệu gì, màu gì, số mấy? Đọc lớn lên, đọc lớn lên. Bao nhiêu 150 100 trắng 68 rồi 6000 không. Rồi anh em sẽ giúp em là để tìm đối tượng này. Đối tượng lừa biết như cái xe đã bắt về công an phường Thế Hòa rồi, vừa đầu mấy tháng trước bắt rồi mà sao thả ra anh không biết sao. Thì nói chung bắt vậy như một cưa bỏ dĩa sao mà bắt không dĩa, bắt rồi bắt rồi mà thả đó. Đi sao chảy sao kỳ không biết đâu. Sao làm tên cho công an gì đó. Không biết cái đó anh biết. Còn cái đó, cái vụ đó mà anh bắt dọc ở bữa ngoài rồi mà nó lừa biết như cái xèo nó mà sao tự nhiên nó ra ngoài nó lừa với em nữa là anh biết sao. Nó bây giờ xã hội giờ anh bây giờ anh cũng mệt lắm. Thì mệt lắm, bắt người dân báo là phải có mặt phải bắt cho bằng được. Thấy không? Nhưng mà bắt rồi mà giờ nó lừa nó ra ngoài nó lừa em nữa là anh biết sao. Cái này là phải cho nó đi cho nó xa nó chứ chết rồi. Thấy không? Ủa còn Tú ở nhà Nguyễn Hải là cái gì? Là sao vụ gì? Con. Tìm con không? Tìm con hả chú? Cô ở đâu lên? Ở Đồng Tháp. Cô Đồng Tháp lên không? Đó bà con thành đâu mình đâu. Cô lại đây cô lên ngồi. Cô mình lại đây con coi. Thì anh em ở đây là nhờ là phải giúp hết. Người dân với người dân mới đi đưa nhau. Ở đây là anh em là giúp vì tình người à, tự bỏ cố ra đi tìm chứ không mà thấy hết. Bé này là bỏ đi đâu chưa? Đi năm ngoái rồi có đơn chú nha. Cái nhà nó chặt lên cái nó về không? Không về, không về. Nó điện về hả? Nó điện mà nó không về, hỏi nó đâu không nói. Vâng, rồi. Rồi bây giờ là có rồi. Bà, cô ơi cô dòm con nè, bà con bây giờ chia sẻ giùm, cô gặp giùm con đi, mấy con nó ở thưa con chết. Bà con bây giờ chia sẻ giùm, à, con của cô là học cấp gì? Cô Diễm Sương. Ngôn Diễm Sương sinh năm mấy? Năm 91. 91 là bỏ nhà đi nhà mấy mấy năm mấy? Ở đây hồi. Ừ, cô ơi, cô ngay là cô. Đây cô giúp là giúp còn nhiều người đem đợi, không phải đấy. Ai đến trước làm trước, ai đến sau làm sao, chứ không phải là ấy đâu. Cô con hỏi cô sao cô trả lời vậy không? Rồi bây giờ con của cô đi là ngày mấy mấy cô nhớ hả? Năm mấy? Có đi hồi năm ngoái. Năm ngoái ngày không? Thì ngày năm ngoái 19 tháng 3 rồi. Rồi con đăng lên là nó đi hồi về không? Nó có điện về. Nó làm sao? Nó đi làm mà hỏi làm đâu nó nói mà đi làm đâu. Không có tiền bạc gì trên cái xin tiền làm nhau có tiền là không biết làm gì đâu mà tiền điện thoại thì cũng nó xin cái nạp người người biết gửi tiền chứ nó không có gửi nha. Rồi rồi cái rồi hôm tết này nè nó không có điện gì mà tự nhiên nó hỏi nó gì không rồi nó thấy qua tết nhiều giận thì cũng la nó mới tết không nhiều qua tết gì không nghĩ gì đi. Không lẽ không có rồi cô chờ con đi rồi con tiếp cái người này rồi con giúp đây cô luôn ngồi đi ha. Đó rồi đúng rồi. Rồi con này đi không? Con đi không rồi vô làm nữa chứ là con này thấy khó chịu quá. Nãy giờ cô thấy mơ giờ cũng thấy là cô con mệt rồi. Rồi cô là cô mệt rồi. À, bà con mới lại chia sẻ giùm cô thì từ Đồng Tháp lên đây đi lúc sáng năm giờ tới đây giờ đem xin hãy tìm con gái. Rồi bây giờ cô hỏi cái là gì cô nói lớn lên coi. Lớn lên. Gió Hồng Long. Rồi Gió Hồng Long thì sinh năm mấy? Sinh năm 96. Bỏ nhà đi ngày mấy đến mấy? Năm 2021. 2021 đây là 2 năm rồi mà chưa về gia đình. Vâng. Vậy thì có chồng con hay chưa? Có chồng mà chưa ly dị không? Bà con có nỗi chia sẻ giùm bà con à, ở đây hiện nay là rất là đau khổ. Hiện giờ người ta từ Đồng Tháp đến đây tìm con gái. Bà con có nỗi chia sẻ giùm mọi người ở đây là sáng nào cũng nhận hàng trăm người đến đây để báo án, để mắc xe, mắc trộm, cướp này kia, tìm con mắc sách, rồi tìm chồng, tìm vợ, nói chung đủ thứ hết. Ở đây là cái gì cũng làm hết. Ở đây là làm là miễn phí, giúp gian là giúp miễn phí nha. Đó thì nói mọi người của bác sĩ ở đây hiện nay là có 300 bác sĩ đi tìm đăng xong rồi 300 bác sĩ đi tìm ở Bình Dương thì tìm cho lẹ hay không, chứ không phải là ba người nên bà con với là bác sĩ cùng bà con với là chia sẻ giúp mình. Rồi anh em bà con rất là mừng chia sẻ. Ôi giờ con vừa đang đợi thôi, hẹn gặp lại bà con, hẹn gặp lại.